Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính cần Nguyễn Văn Thể vì mục đích gì? Chi tiêu chính phủ được thực hiện qua các bộ, trong đó chi tiêu nhiều nhất là Bộ Quốc phòng với hơn 170.000 tỷ, Bộ Công an với hơn 96.000 tỷ, Bộ Giao thông Vận tải hơn 60.000 tỷ. Bộ Quốc phòng là đế chế riêng, quyền lực bộ này lớn và chi tiêu cho mua sắm vũ khí cũng lớn, nên nhóm lợi ích quốc phòng luôn là nhóm lợi ích rất mạnh. Quốc phòng bảo vệ Đảng nên Đảng Cộng sản Việt Nam chi rất mát tay. Tương tự như Bộ Quốc phòng là Bộ Công an, cũng là cơ quan bảo vệ Đảng nên ngân sách trung ương chi rất đậm cho bộ này. Phải bơm thật nhiều tiền cho Công an thì Tô Lâm mới xài sang thuê máy bay sang Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay chu cấp tài chính dồi dào để 12 sĩ quan ngành này sang tận đất Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và tổ chức đường dây bắt cóc từ khắp châu Âu. Và phải nói nhiều tiền để bộ này nuôi nhiều công an, theo dõi người dân nào có ý định chỉ trích Đảng hay không, và phải có tiền dồi dào để nuôi lực lượng đông đảo sẵn sàng bắt bớ nhân dân nếu dân dám biểu tình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nói tóm lại là hai bộ dùng súng thì ngân sách trung ương mở hết cỡ cho họ. Ngoài hai bộ đó ra thì Bộ Giao thông Vận tải là bộ được trung ương rót một khối lớn ngân sách. Chứng tỏ bộ này hết sức quan trọng đối với Đảng và đối với các quan chức. Để dễ bề so sánh thì xem ngân sách Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ biết. Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, Quốc hội duyệt chi 7.000 tỷ đồng, chưa tới 12% chi cho giao thông vận tải. Trong khi đó, nền giáo dục thì quá rách nát mà như bao năm qua người dân Việt Nam ta thán rất nhiều, nhưng rồi các bộ trưởng cứ loay hoay làm cho nó nát hơn. Bộ Giáo dục rất cần số tiền lớn để đại phẫu nhưng trung ương không chi thì làm sao có thể đại phẫu được, nên Bộ Giáo dục tiếp tục tàn nát. Vì sao Đảng lại rót tiền của Bộ Giao thông Vận tải gần gấp 9 lần tiền rót cho Bộ Giáo dục là câu hỏi được đặt ra. Ai cũng biết giáo dục tốt là tương lai cho đất nước tốt. Tuy nhiên tương lai cho đất nước tốt đối với quan chức không quan trọng. Điều quan trọng là kiếm trác được nhiều hay ít. Được biết Bộ Quốc phòng với ngân sách khổng lồ thì quân đội nước này làm ăn kinh tế. Bộ Công an cũng như vậy. Trong giáo dục cũng có những dự án, tuy nhiên những dự án đó là rất nhỏ so với những dự án của ngành giao thông vận tải. Ví dụ như dự án Cát Linh Hà Đông gần cả tỷ đô la hay dự án sân bay Long Thành tới 16 tỷ đô la. Và thông thường trong những dự án khủng như vậy thì cả một hệ thống gồm nhiều nhóm lợi ích cùng nhau chia để hưởng lợi. Và các quan chức được chia phần không kém. Hay các dự án làm đường, sửa đường rồi đặt bốt dày đặc khắp đất nước để làm tiền thì đó cũng là những nơi mà các sân sau của các sếp làm chủ. Toàn là những nhóm lợi ích khủng làm chủ đầu tư những dự án đó. Nó rất béo bở nên có thể nói Bộ Giao thông Vận tải là nguồn sống cho quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước này. Đây là hình ảnh Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể luôn được Quốc hội duyệt kinh phí gấp 9 lần kinh phí dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, nếu Bộ Giáo dục có nhiều tiền để cải cách thì người dân sẽ được hưởng lợi. Còn nếu Bộ Giao thông Vận tải có nhiều tiền thì chỉ làm cho lợi ích nhóm hưởng lợi nhiều hơn. Giữa lợi ích mang lại cho dân và lợi ích quan chức và các doanh nghiệp sân sau thì chính phủ đã chọn lợi ích dành cho nhóm lợi ích của các đảng viên. Lẽ ra, ngân sách phân bổ cho giáo dục phải nhiều hơn nữa và cải cách thể chế để hạn chế tham nhũng trong ngành giao thông vận tải và chuyển số tiền tiết kiệm đó được để đầu tư cho giáo dục thì tốt hơn nhiều. Nhưng rất tiếc, vì lợi ích nhóm quá mạnh thì ngân sách cho giáo dục cứ còi cọc mãi mà ngân sách cho giao thông vận tải cứ phình to, chưa kể Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là hai nơi ngốn ngân khách kinh khủng để có thể bảo toàn tính mạng cho chế độ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải luôn là nhân vật thân cận với ông Thủ tướng. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng, chính ông Đinh La Thăng là người nắm chức bộ trưởng của bộ này. Đinh La Thăng là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng thì ai cũng hiểu. Những sai phạm của Đinh La Thăng trong thời kỳ làm bộ trưởng không phải là ông Thăng tự làm, mà trên ông Thăng còn có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn ông Nguyễn Phú Trọng vì những cay cú với Nguyễn Tấn Dũng mà chút giận lên Đinh La Thăng thì có thể hiểu. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quan trọng với Thủ tướng đến như thế nào? Những dự án của Bộ Giao thông Vận tải
mà mời doanh nghiệp nào nhảy vào được thực hiện thì xem như Bộ trưởng đã ban ơn cho doanh nghiệp đó. Những dự án hạ tầng với vốn đầu tư rất lớn, hầu hết qua tay bộ này. Chính vì bộ này là túi tiền chi tiêu của chính phủ, nên ông Bộ trưởng và Thủ tướng phải là người tin cậy lẫn nhau. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, là trợ thủ đắc lực cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Được biết, thời ông Nguyễn Phú Trọng mới năm trước Tổng Bí thư, chỉ cần có sự trợ giúp của Đinh La Thăng là chắc chắn lò của Nguyễn Phú Trọng đã có thể chụp được Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng không, ông Trọng chỉ tìm thấy thái độ bất hợp tác từ Đinh La Thăng. Đối với Thủ tướng muốn thực hiện chính sách chi tiêu thì thường Bộ Tài chính rót tiền cho các bộ quan trọng như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Mà nếu Thủ tướng làm sai thì những người trong các bộ có chi tiêu khủng ấy biết và bảo vệ Thủ tướng. Chính vì lẽ đó, Bộ Giao thông Vận tải là một bộ người dân và đại biểu Quốc hội soi rất kỹ. Và cũng vì lý do đó mà dư luận cho rằng ông Nguyễn Văn Thể là cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Xuân Phúc thời gian vừa qua. Ông Đinh La Thăng vì Nguyễn Tấn Dũng mà bị Nguyễn Phú Trọng đẩy đọa. Ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng không đối đầu nhau như ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, ông Nguyễn Văn Thể không bị ông Nguyễn Phú Trọng cho hạ bệ. Có thể nói, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Thủ tướng như hình với bóng. So với ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Nguyễn Xuân Phúc ít tai tiếng hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thể thì tai tiếng không kém ông Đinh La Thăng. Đó là điều mà ai cũng có thể nhận ra. Vào đầu tháng 9 năm 2020, hàng loạt tờ báo trong nước đã đăng tin sai phạm của Nguyễn Văn Thể với những vụ án liên quan đến Đinh La Thăng. Được biết lúc đó, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, chuyển vụ hơn sổ hồ sơ vụ án trong Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 20 bị can, trong đó có ông Đinh La Thăng, sinh năm 1960, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, hiện đang chấp hành án trong vụ án khác. Ông Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 1957, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và rất nhiều người khác. Cơ quan cảnh sát của Bộ Công an cũng đã xác định ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể có một số bút phê không đúng với quy định của pháp luật liên quan tới vụ án. Nhưng không biết sao, cũng như cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời Đinh La Thăng, nhưng ông Nguyễn Hồng Trường thì bị bắt, còn Nguyễn Văn Thể thì không hề hấn gì, mà còn tiến lên chiếc ghế Bộ trưởng nữa. Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Văn Thể phải cùng chịu trách nhiệm với các quan chức khác của bộ này, không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng đối với công ty của ông Út Trọng. Và vụ án Út Trọng đã được Tòa án Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng cho vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh thuộc tổng công ty Kiểu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường đều bị quy kết trách nhiệm và bị bỏ tù, còn ông Nguyễn Văn Thể thì bình an. Ông Thể bình an khi đó, ông được Nguyễn Xuân Phúc che chở. Và vì sao ông Phạm Minh Chính vẫn chọn một bộ trưởng tài tiếng như Nguyễn Văn Thể cho nội các của bản thân mình? Những năm qua, ông Nguyễn Văn Thể đã bị xã hội đưa ra những dư luận không tốt, không khác gì người ta đưa ra thông tin đối với ông Đinh La Thăng trước đây, đặc biệt là vấn đề dự án Cát Linh, Hà Đông và vụ bê bối bốt bẩn. Lợi ích nhóm từ trong nước đến ngoài nước nó đã thao túng các dự án của Bộ Giao thông Vận tải. Đó là lỗi rất lớn của ông Nguyễn Văn Thể. Điều đáng nói, ông Thể thì bị chỉ trích, nhưng sếp của ông là ông Nguyễn Xuân Phúc thì không hề bị dân lên án quá nhiều như với ông Nguyễn Tân Dũng. Chuyện đó đủ hiểu là ông Nguyễn Văn Thể là con người đã hy sinh thân mình, có thể nói là cứu Chúa. Đó là yếu tố mà một thủ tướng cần có ở bộ trưởng. Và so với ông Đinh La Thăng thì bê bối của bản thân ông Nguyễn Văn Thể không thua kém ông Đinh La Thăng, nhưng xét ở khía cạnh bảo vệ thanh danh cho thủ tướng thì ông Thể không thể bằng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể vẫn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính trước khi chính thức ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, tất nhiên ông ta phải lựa chọn người để đảm bảo ông ta được an toàn cả vào các công việc phải trôi chảy. Ông Phạm Minh Chính là con người rất biết tổ chức các ekip thuộc hạ quanh mình phải làm được những việc theo ý mình thì ông đã không bỏ qua. Được biết theo thông tin rõ gì thì ông Nguyễn Văn Thể vẫn ngồi lại ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Phạm Minh Chính. Vậy thì sự thật đã rõ, ông Phạm Minh Chính đã chọn ông Nguyễn Văn Thể tiếp tục chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
dưới thời ông với hy vọng mở cửa rộng hơn với Trung Quốc. Ông Phạm Minh Chính có thể sẽ cần ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải đáng tin cậy để ông Chính làm đập lòng Bắc Kinh thông qua những dự án lớn sắp được triển khai với Trung Quốc. Một ý định như vậy thì không ai ở Trung ương Đảng mà tốt hơn ông Nguyễn Văn Thể và phục tùng phía Bắc Kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2021 với bản tin Phạm Minh Chính cần Nguyễn Văn Thể vì mục đích gì? Quý vị và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.